Xin chào các bạn đã quay trở lại với Halo Channel. Trên tay của mình hiện nay là một cái phiên bản mới nhất, cao cấp nhất, tinh tế nhất của dòng máy đọc sách nổi tiếng Kindle Amazon. Nó là Kindle Oasis. Theo giới thiệu thì ở phiên bản này nó sẽ có những cải tiến rất đáng chú ý so với các dòng máy đọc sách khác của Kindle. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Có vẻ như hộp của nó được thiết kế hơi vuông hơn so với Paperwhite hay là Voya. Bên trong của nó là máy, tờ hướng dẫn sử dụng và cáp USB, và nó không có adapter. Trong cái hộp nhỏ này đựng một cái cover đi kèm theo. Khi vừa cầm cái Kindle Oasis này thì ấn tượng đầu tiên của mình là nó rất là nhẹ. Nó nhẹ hơn thấy rõ so với là Paperwhite hay là Voya. Thì theo mình tìm hiểu thì nó chỉ nặng có khoảng 131g ở cái bản Wi-Fi và 133g ở cái bản có 3G. Các bạn có thể thấy ở cái Kindle Oasis này nó có thiết kế khá là đặc biệt so với các dòng khác. Nó tập hợp tất cả các nút chuyển trang, nút nguồn, cổng sạc về một bên. Phần thân bên này của nó được làm dày và nổi hơn, tạo một điểm tựa rất là chắc chắn khi mà chúng ta cầm bằng một tay. Thì toàn bộ lực và trọng lượng của máy lúc mà cầm một tay ấy, nó sẽ được phân bố đều vào phần tay cầm này, tạo cảm giác cho mình rất là nhẹ nhàng, cân bằng và thoải mái. Kể cả khi là mình cầm lâu thì nó chỉ cũng sẽ không gây cái tình trạng mỏi tay. Bên còn lại nó được làm mỏng và nhẹ tối đa, với nơi mỏng nhất là ở ngoài cái cạnh máy này thì nó chỉ mỏng khoảng 3,4mm. Còn nếu như bạn muốn đổi tay cầm qua tay bên này thì cảm biến gia tốc được tích hợp trong máy sẽ tự động xoay cái màn hình theo hướng đọc của bạn. Chúng ta bây giờ có thể chuyển trang chỉ bằng một tay bấm vào hai cái nút này, đơn giản và thoải mái hơn rất là nhiều so với việc phải quẹt trên cái màn hình giống như là lúc trước. Còn về phần màn hình hiển thị thì Kindle Oasis này nó vẫn được trang bị màn hình E-Ink 6 inch. Mật độ điểm ảnh cao nhất hiện nay của nó là 300 ppi. Độ sắc nét và tương phản của nó cũng giống như trên màn hình của Paperwhite 3 và Kindle Voya. Nhưng nó được trang bị đến 10 đèn LED chiếu sáng nền, trong khi trên Kindle Voya là 6 đèn và trên Paperwhite chỉ có 4 đèn. Thì nó cho ánh sáng nền trải đều và đẹp hơn. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ sáng theo ý thích. Bạn vẫn có thể đọc rõ nó ở trong ánh sáng trời hoặc là khi nằm trên giường. Sau lưng của máy là logo Amazon, và đây là các chân tiếp xúc để gắn máy vào cái cover của nó. Đi kèm với cái Kindle Oasis này là một cái cover làm bằng da thật. Theo mình nghĩ là như vậy vì nhìn nó rất là sang trọng và rất là chất lượng. Bạn chỉ việc để nó lại gần thì hai cái chân tiếp xúc này nó sẽ tự hút lấy nhau, nó hít vào. Thì trong cái cover này nó có tích hợp thêm pin dự trữ để sạc cho Oasis. Nếu như bình thường, thời lượng pin sử dụng trung bình của cái Oasis này là khoảng 2 tuần. Thì khi bạn gắn nó vào cái cover này thì sau vài tháng sử dụng bạn mới cần phải sạc pin cho nó. Thời lượng pin của nó sử dụng rất là lâu. Hiện tại cái cover này nó có 3 màu để cho bạn lựa chọn là màu đen, màu đỏ và màu nâu da bò. Nhìn chung, ngoài trừ một nhược điểm từ trước đến giờ của dòng máy đọc sách Kindle là không có chống nước, thì Kindle Oasis này là một trải nghiệm rất tuyệt vời cho những người có sở thích đọc sách như chúng ta. Không phải tự nhiên mà nó được đánh giá là máy đọc sách tuyệt vời nhất ở thời điểm hiện nay, theo ý kiến của các chuyên gia. Ngay sau khi nó được công bố và bán trên store thì bất kể màu nào hay là phiên bản Wi-Fi hay 3G, có quảng cáo hay là không quảng cáo, thì nó được hết sạch hàng trên Amazon. Và nếu như bạn muốn mua thì bạn phải đặt hàng và chờ đợi rất lâu mới có thể sở hữu được nó. Hiện tại ở Halo đang có hàng với số lượng rất hạn chế, nên nếu như bạn thực sự quan tâm và muốn mua thì hãy liên hệ với Halo trong thời gian sớm nhất để được mua nó mà không phải chờ đợi. Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua website, Facebook hoặc là số hotline, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh thông tin của Halo Channel. Hẹn gặp lại!